Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng quay trở lại với gian bếp của chương trình mua sắm trên truyền hình ở Giá Sớ. Ngày hôm nay, Minh Trí sẽ được tiếp tục chia sẻ với tất cả quý vị một sản phẩm nữa dành riêng cho những ai yêu thích công việc làm bếp. Đó chính là bộ nồi đến từ thương hiệu Elmix. Thưa quý vị, và trọn bộ sản phẩm của chúng ta sẽ gồm có 3 nồi. Thưa quý vị, Elmix là một tập đoàn được thành lập từ năm 1994. Và như vậy là trải qua hơn 20 năm phát triển thì đến nay, tập đoàn Elmix đã có 6 chi nhánh tại các nước châu Âu, Hồng Kông và cả Việt Nam. Chính vì vậy ngày hôm nay Minh Trí sẽ được chia sẻ đến tất cả quý vị trọn bộ sản phẩm 3 nồi đến từ thương hiệu Elmix với những màu sắc khác nhau thì sẽ giúp cho căn bếp của chúng ta trở nên sinh động hơn. Và cũng như với mọi kích thước thì sẽ phù hợp với những loại thức ăn và thực phẩm khác nhau. Và như vậy khi chúng ta sở hữu trọn bộ sản phẩm này thì có thể là đáp ứng được mọi nhu cầu nấu ăn trong gia đình. Và Minh Trí xin được chia sẻ là ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị với một mức giá vô cùng ưu đãi, chỉ có 1.790.000 đồng. Và một điều đặc biệt hơn nữa là tất cả quý vị khi gọi điện đến tổng đài của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay sẽ được tặng kèm theo một bộ ba rổ lượng và một bộ dao cao cấp làm bằng chất liệu thép không rỉ. Và như vậy chỉ một cuộc gọi mà tất cả quý vị sẽ nhận lên đến rất là nhiều sản phẩm để chúng ta có thể là dễ dàng chế biến những món ăn khác nhau. Để có thể sở hữu sản phẩm này thì tất cả quý vị hãy cùng nhấc máy lên và gọi ngay đến số tổng đài quen thuộc của chúng tôi, đó chính là 0839109898, hoặc cách thứ hai tất cả quý vị có thể truy cập vào website ajshop.net.vn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, đặt hàng trực tuyến và được chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc. Bộ nồi cao cấp Elmix lớp chống dính từ thiên nhiên, không chứa kim loại nặng, chất độc gì hay kém ion, hiệu suất giữ nhiệt cao, giữ nhiệt lâu, giúp các món xào, hầm ôm và các món ăn dân dã ngon hơn. Chỉ dùng một lượng nhỏ dầu mỡ và thậm chí không sử dụng để chế biến thức ăn. Khả năng chống trì sức tốt so với các bề mặt chống dính thông thường, dễ dàng vệ sinh, không phản ứng với axit hoặc các thực phẩm có tính kiềm. Giá trên nền giá shop 1.790.000 đồng. Khuyến mại đặc biệt tặng ngay một bộ ba rổ lực tiện dụng và một bộ dao cao cấp làm bằng chất liệu thép không rỉ. Thưa quý vị, trọn bộ sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm có 3 nồi với 3 màu sắc khác nhau. Đầu tiên, như tất cả quý vị cùng quan sát thấy là trên tay của Minh Trí, đây chính là chiếc nồi nhỏ nhất có đường kính là 16 cm, có một màu vàng ánh kim, và như vậy thì sẽ giúp cho căn bếp của chúng ta trở nên sinh động hơn và đẹp hơn. Tiếp theo, trong trọn bộ nồi của chúng ta sẽ gồm có một nồi sâu lồng có đường kính là 24 cm, màu đỏ. Như vậy chúng ta thấy rằng là với đường kính như thế này và cũng như là độ sâu lồng thì giúp cho chúng ta sẽ có được những món canh hồng rất là tuyệt vời. Tiếp theo, trong trọn bộ sản phẩm của chúng ta sẽ là một nồi lẩu có đường kính 26 cm, có màu xanh rất là đẹp như thế này, sẽ giúp cho căn bếp của chúng ta trở nên đẹp hơn, sinh động hơn và cũng như là mát hơn. Với phần thân nồi được sản xuất bằng chất liệu đó chính là hợp kim, và bên ngoài và cũng như bên trong được phủ một lớp men chống dính làm từ thiên nhiên, đó chính là bột đá, đất và sét. Và điều này sẽ giúp trong quá trình mà chúng ta nấu ăn thì có thể là chống dính hoàn toàn tuyệt đối và cũng như là không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe như những loại nồi khác. Thưa quý vị, và còn một bậc mí nữa mà Minh Trí sẽ được chia sẻ với tất cả quý vị, đó chính là phần đáy của bộ nồi Elmix của chúng ta với thiết kế là đáy từ, và do vậy sẽ giúp cho trọn bộ sản phẩm của chúng ta có thể sử dụng trên đa dạng tất cả các loại bếp khác nhau. Hơn thế thì như tất cả quý vị cũng đã thấy rằng là với những thiết kế rộng tròn như thế này sẽ giúp là khi chúng ta đặt trên bề mặt bếp thì không sợ trơn trượt, và cũng như là giúp cho quá trình hấp thụ nhiệt, giữ nhiệt và truyền nhiệt tốt hơn, giúp cho quá trình nấu nướng của chúng ta thực hiện một cách dễ dàng. Tất cả quý vị một lần nữa cùng quan sát thấy là phía bên trên thành nồi của chúng ta có một độ dày rất là dày như thế này, và đây là một trong những điểm mấu chốt để giúp cho quá trình nấu ăn của chúng ta diễn ra nhanh hơn, thuận tiện hơn. Khi chúng ta nấu ăn thì phần nhiệt truyền từ đáy nồi lên trên thành nồi và giữ nhiệt rất là lâu, và do vậy là đảm bảo chúng ta sẽ có được những món ăn luôn luôn thơm ngon và giữ được chất dinh dưỡng. Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với một chiếc Elmix mà Minh Trí đã thực hiện một món ăn rất là hấp dẫn. Và như vậy là chúng ta thấy rằng là với thiết kế là đáy từ thì chúng ta có thể là dễ dàng nấu trên cả bếp từ. Nhưng vậy là ngày hôm nay thì chúng ta yên tâm là với bộ nồi Elmix thì là không kén bếp một chút xíu nào cả. Chúng ta đang đến với món đó chính là món sườn hầm với rau củ quả. Và như vậy là sau khi chúng ta nấu nước súp xong thì công việc tiếp theo là chỉ cần cho những loại rau củ quả mà chúng ta thích vào bên trong nồi súp này thôi. Và như vậy là công việc tiếp theo là chúng ta chỉ cần là đậy nắp lại và chờ một chút xíu nữa thì nồi canh của chúng ta sẽ sôi lên. Và một lần nữa mình chỉ sẽ được nhấn mạnh lại, đó chính là với trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay, đó chính là bộ nồi đến từ thương hiệu Elmix, sử dụng công nghệ chống dính hoàn toàn đến từ thiên nhiên. Do vậy là tất cả quý vị trong quá trình mà chúng ta chế biến thức ăn thì yên tâm về chất lượng của sản phẩm, độ chống dính hoàn toàn tuyệt đối và cũng như là không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe trong quá trình mà chúng ta chế biến. Ngoài ra là với 3 màu mà chúng ta có thể lựa chọn giúp cho là căn bếp của chúng ta trở nên đẹp hơn, sinh động hơn, giúp cho chúng ta luôn có cảm hứng và mong muốn vào bếp để có thể là chế biến những món ăn dành cho các thành viên trong gia đình. Và như vậy là chỉ trong một vài phút thì tất cả quý vị cùng quan sát thấy rằng là nồi canh súp của chúng ta đã sôi lên. Như vậy là khi tất cả quý vị quan sát thấy là nồi canh súp khi được chế biến bên trong nồi bộ nồi Elmix của chúng ta thì vẫn còn giữ được màu sắc tươi xanh rất là hấp dẫn, và điều này chứng tỏ rằng là trong quá trình mà chúng ta chế biến thì không mất quá nhiều chất dinh dưỡng và cũng như là luôn có được nhiều món ăn thơm ngon với bộ nồi Elmix.
Thưa quý vị, và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một thí nghiệm để có thể là chứng minh tính chống dính tuyệt đối của bộ đồ Elmex. Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng việc chiên trứng mà không sử dụng một chút xíu dầu mỡ nào cả. Và như vậy là sau khi chúng ta đã đặt chiếc nồi Elmex lên trên bề mặt của bếp từ, sau khi nóng lên thì chúng ta sẽ đập quả trứng này vào. Và tất cả quý vị hãy cùng quan sát và chúng ta chiên trứng ướp la mà không sử dụng một chút xíu dầu mỡ nào cả. Thưa quý vị, đối với những sản phẩm nồi chảo khác, khi sử dụng công nghệ chống dính hoàn toàn không tuyệt đối, thì khi mà chúng ta chế biến thực phẩm thì thức ăn và cũng như là khi chúng ta chiên trứng thì phần trứng sẽ bám vào bên trong phần đáy nồi, và điều này sẽ khiến cho quá trình vệ sinh của chúng ta không dễ dàng một chút xíu nào cả. Nhưng mà ngày hôm nay tất cả quý vị cũng đã thấy là chúng ta đã có được một sự lựa chọn mới, đó chính là công nghệ chống dính hoàn toàn mới đến từ thiên nhiên. Và như vậy là tất cả quý vị cũng đã thấy rằng là phần trứng của chúng ta đang dần tách ra khỏi phần đáy nồi và không dính một chút xíu nào bên trong thành nồi cả. Và Minh Trí sẽ cùng cho tất cả quý vị quan sát thấy là khả năng chống dính của bộ đồ Elmex là hoàn toàn tuyệt đối. Đấy. Và như vậy là trong quá trình mà chúng ta chế biến thực phẩm thì có thể là yên tâm, thực phẩm sẽ không bám vào bên trong thành nồi và giúp cho chúng ta sẽ luôn có được nhiều món ăn thơm ngon. Đấy, tất cả quý vị sẽ thấy là khả năng chống dính của bộ đồ Elmex của chúng ta rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, để có thể là chứng minh với tất cả quý vị thấy là với bộ đồ Elmex thì việc vệ sinh vô cùng dễ dàng. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một thí nghiệm nữa, đó chính là phần nồi của chúng ta đang nóng, và Minh Trí sẽ cho vào trong đây một chút xíu phần tương cà và chúng ta sẽ cùng đốt nóng lên. Đầu tiên thì Minh Trí sẽ sử dụng một tấm khăn sạch và lau ở giữa phần nồi của chúng ta. Đấy. Như tất cả quý vị quan sát thấy rằng là Minh Trí chỉ dùng một tấm khăn sạch và lau nhẹ qua, thì tất cả quý vị quan sát thấy là đây là phần mà Minh Trí đã lau sạch và đây là sau khi chúng ta chưa lau. Như vậy là tất cả quý vị yên tâm là chúng ta chỉ cần là dùng một tấm khăn sạch là đã có thể là vệ sinh bộ nồi của chúng ta rất là dễ dàng. Và còn một điều đặc biệt hơn nữa, Minh Trí xin được chia sẻ là ngày hôm nay khi tất cả quý vị gọi điện đến tổng đài của chúng tôi, tất cả quý vị sẽ được tặng kèm theo hai phần quà vô cùng hấp dẫn, đó chính là một bộ ba rổ lược và một bộ dao cao cấp làm bằng chất liệu cắt cồn rỉ. Thật tuyệt vời phải không nào? Và Minh Trí sẽ được chia sẻ một lần nữa, trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta bao gồm một bộ ba nồi đến từ thương hiệu Elmex với mức giá cực hiệu đại chỉ có 1.790.000 đồng, và cũng như nhận được hai phần quà vô cùng hấp dẫn, đó chính là một bộ ba rổ lược và một bộ dao cao cấp làm bằng chất liệu cắt cồn rỉ. Thật tuyệt vời phải không nào? Tất cả quý vị hãy cùng nhấc máy lên và gọi ngay đến số tổng đài quen thuộc của chúng tôi 0839109898, hoặc cách thứ hai vô cùng đơn giản, tất cả quý vị có thể truy cập vào website azshop.net.vn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, đặt hàng trực tuyến và được chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc. Bộ nồi cao cấp Elmex, trong bộ sản phẩm bao gồm một nồi đường kính 24cm phủ gốm sứ đỏ, một nồi đường kính 26cm phủ gốm sứ sơn, một nồi đường kính 16cm và gạch kim, màu sắc sinh động, điểm nhấn cho mọi không gian bếp. Giá trên AZSHOP 1.790.000 đồng. Khuyến mại đặc biệt tặng ngay một bộ ba rổ lược tiện dụng và một bộ dao cao cấp làm bằng chất liệu thép cồn rỉ. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng quay trở lại với dân bếp của chương trình Mua Sống trên truyền hình AZSHOP. Thưa quý vị và người cùng đồng hành với Minh Trí ngày hôm nay để cùng tiếp tục với tất cả quý vị cùng khám phá trọn bộ ba nồi Elmex ngày hôm nay, xin được giới thiệu đến tất cả quý vị diễn viên hài Mai Trung. Xin chào anh Mai Trung. Xin chào MC Minh Trí. Ngày hôm nay thì em mời Mai Trung đến để cùng chia sẻ với tất cả quý vị một sản phẩm vô cùng đặc biệt ngày hôm nay. Trước mặt anh đó chính là một bộ nồi gồm có 3 nồi đến từ thương hiệu Elmex. Nhìn đẹp á. Đẹp, sang. Mà cái này làm bằng gì vậy? Xin được chia sẻ với anh Trung, bộ nồi ngày hôm nay của chúng ta làm bằng chất liệu đó chính là hợp kim cao cấp, và bên ngoài sẽ được phủ lớp men chống dính hoàn toàn từ thiên nhiên. Wow. Và còn một điều nữa em xin được chia sẻ là với chất liệu chống dính như thế này thì có thể là giúp cho bộ nồi của chúng ta là không sợ trầy xước mặc dù trong bất kỳ một hoàn cảnh nào hết. Có chứng minh chưa? Ngay bây giờ thì em sẽ cùng đến với một thí nghiệm sẽ chứng minh cho anh Trung thấy là với chất liệu chống dính hoàn toàn từ thiên nhiên sẽ có độ là chống trầy xước rất là tuyệt vời. Ngay bây giờ thì em sẽ cho anh Trung xem nha. Trên tay của em đây chính là một bùi dùi sắt, và khi chúng ta chạm mạnh vào bên trong mặt nồi thì sẽ như thế nào? Rồi, đây. Trung có thấy như thế nào ạ? Em đã tác động một lực rất là lớn vào bên trong phần thân nồi, nhưng mà anh Trung và cũng như tất cả quý vị anh sắp thấy là không có một dấu hiệu nào của việc trầy xước cả. Thôi đây. Tôi thấy ông trà giả lắm. Rồi xin mời anh Mai Trung. Trà sợ nó đau cái nồi không à. Rồi xin mời anh cho anh thử đi. Như vậy là chúng ta thấy rằng là anh Minh Trung không tin Minh Trí chia sẻ, nhưng mà ngay bây giờ thì sẽ là trà trực tiếp lên trên bề mặt của phần đáy nồi. Rồi anh Trung cứ trà đi. Rồi anh cứ trà đi. Anh thấy như thế nào ạ? Trời Trí ơi, không chạy xước luôn Trí. Thì em đã chia sẻ với anh là với chất liệu là bằng chống dính từ thiên nhiên thì bộ nồi của chúng ta là có khả năng chính là chống chạy xước. Rồi, bộ nồi tốt. Sang ha, cái này một hồi là Trung sẽ mua cái bộ nồi này nè. Nhưng mà bây giờ để coi cái chất lượng nó xíu thôi. Ngay bây giờ thì em xin mời anh cùng quan sát là em đang sử dụng chiếc nồi Elmex ngày hôm nay có một màu xanh rất là đẹp phải không? Khi đặt vào trong căn bếp thì sẽ khiến cho căn bếp của anh trở nên đẹp hơn và sinh động hơn. Em đang đến với món đó chính là món tôm nướng muối ớt. Anh cho em mùi thơm không? Thơm thiệt. Rồi, em sẽ cùng mở ra nha.
Đấy, rất là hấp dẫn phải không nào? Em sẽ được chia sẻ là với chất liệu là bằng chất liệu là chống dính hoàn toàn từ thiên nhiên, do vậy là không dính một chút xíu nào cả. Em sử dụng nguyên liệu đấy chính là muối hột, chúng ta sẽ rắc ở phía bên dưới và sau đó là chúng ta sẽ xếp những con tôm được ướp gia vị gồm có sả này ha, ớt này ha, một chút xíu muối nữa. Với chất liệu chống dính hoàn toàn từ thiên nhiên thì bên trong phần đáy nồi của chúng ta sẽ không dính một chút xíu phần muối nào cả. Nếu như anh sử dụng các nồi thông thường thì phần muối này sẽ bám rất là nhiều vào bên trong phần đáy nồi. Mà cái tay cầm này nóng không? Với phần tay cầm được phủ bên ngoài đó chính là lớp silicon, do vậy là anh Trung có thể là chạm vào mà không sợ nóng. Anh có thể chạm thử chạm vào đi. Nóng luôn. Anh có thể là dễ dàng vươn lên vươn xuống mà không sợ nóng chút xíu nào cả. Hay, được đó. Khi mua nồi chảo chống dính thì anh quan tâm nhất là điều gì? Mua nồi chảo chống dính. Bữa vợ mua cái nồi về xong nấu chưa được thì nó khét ngẹt, nó cháy rồi nó chảy ba cái lớp men ở trong đó. Rồi xong rồi thì nói chung là nó mau cũ mau dơ lắm. Có phải là cái chảo ở nhà của anh giống như thế này không? Sau một thời gian dài sử dụng thì thấy là nó sẽ bị bong tróc ra bên ngoài và cũng như là có một màu đen xì như thế này. Có phải như vậy không anh Trung? Mày đang sử dụng. Dạ đâu có. Trời ơi, cái chảo của anh thì nó không tệ hơn nhưng mà nó cũng na ná như vậy nè. Đúng rồi nè. Đây. Dạ. Đây cái lớp này nè. Nó trơn chày. Nó màu mờ á, bắt đầu nó không chống dính. Rồi sau cái này cái nó xong nó thành phái dính. Chất liệu là chảo phái dính. Bắt này nè, chà một hồi nhìn ghê lắm. Và còn một điều nữa mà em sẽ được chia sẻ cho anh Trung đó chính là với bộ nồi này thì chúng ta có thể là chiên thịt mà không sử dụng dầu mỡ luôn. Thôi đừng có dốc không. Thiệt. Chiên thịt không, không dùng dầu mỡ sao chiên. Cái chiên là phải có dầu mỡ. Ngay bây giờ thì em sẽ chứng minh cho anh Trung thấy là với bộ nồi Elmix thì chúng ta không sử dụng dầu mỡ đã có thể chiên thịt. Chiên được là mua liền đâu á. Anh hứa là anh sẽ mua nha. Mua. Rồi, đầu tiên để có thể chứng minh thì em nhờ anh nhấc cái này lên giúp em đi. Nó không nóng cho chúng ta dễ dàng nhấc lên. Đây, dạ, sau đó em sẽ đặt cái bếp này lên và sẽ chỉ sẽ chế độ nóng là nóng nhất luôn nha. Sau khi nồi của chúng ta nóng lên thì em sẽ cho những miếng ba rọi đã được tẩm ướp vào bên trong. Rồi, anh Trung xem nha. Em đang thực hiện món là ba rọi chiên mà không sử dụng dầu mỡ nào cả để có thể là chứng minh cho anh thấy là với bộ nồi này thì chúng ta sẽ có thể là thực hiện rất là nhiều điều tuyệt vời. Đó. Thấy chưa? Sau đó thì em sẽ cùng tiếp tục là chở. Để có thể là nhanh chính thì em sẽ đậy phần nắp này lại nha. Đó, anh có thể thấy như thế nào ạ? Với phần nắp kính trong suốt thì chúng ta có thể là dễ dàng quan sát thực phẩm trong quá trình mà chúng ta chế biến. Đây, em sẽ cùng tiếp tục là phần lật chở để cho anh thấy là khả năng là chống dính tuyệt vời của chiếc xe Elvis. Đấy. Ê, nhìn là nghi rồi nè. Dạ. Nó đâu có dính gì dưới đâu phải không? Không mình dính gì hết. Trái rồi. Dạ đúng rồi. Nếu như mà anh sử dụng với các loại nồi thông thường á, thì nó là sau khi chiên thì thịt nó sẽ bám chặt vào bên trong phần đáy nồi luôn. Thấy là miếng bò nồi của chúng ta đã bắt đầu vàng lên mà không sử dụng dầu mỡ nào cả. Bởi vì là có mùi thơm rồi đó. Bởi vì là phần dầu mỡ của bên trong thực phẩm sẽ tự tiết ra để làm chín thực phẩm và điều này sẽ giúp cho là thịt của chúng ta sau khi chiên là có thể là loại bỏ được lượng mỡ dư thừa. Tốt cho sức khỏe của chúng ta nữa. Cái này hay đi, em mới nói xong cái câu là thấy hay nè. Dạ. Bây giờ thật sự ra mà nói á, dầu mỡ thì cũng lấy dầu mỡ bỏ vô chiên nó, bữa trưa cũng lấy dầu mỡ chín nó chiên nó luôn. Đúng rồi. Bỏ thêm cái phần mỡ mà bây giờ ăn nhiều là thành mỡ trong máu, máu trong mỡ luôn. Sẽ nguy hiểm cho sức khỏe. Đúng. Đây. Đây, và như vậy là em đã có thể là thực hiện hoàn toàn xong món pha rồi chiên mà không sử dụng dầu mỡ. Người thấy hấp dẫn không nè? Tự nhiên cái thùng này mua bộ nồi. Mua rồi. Đây. Ồ vô thôi, chúng ta thấy bộ nồi là thấy là mê lắm rồi. Và tiếp theo thì em sẽ cùng tiếp tục chia sẻ cho anh Trung biết đó chính là với bộ nồi ngày hôm nay thì trong quá trình mà chúng ta chế biến thì tự trong nồi sẽ phát ra tia hồng ngoại và do vậy là có thể làm chín thực phẩm rất là nhanh mà không sợ tiêu tốn quá nhiều nhiên liệu và thực phẩm của chúng ta sẽ không mất nhiều chất dinh dưỡng. À có nghĩa là cái nồi hấp thu vô. Dạ. Phát ở trong đó nó tia hồng ngoại luôn. Tia hồng ngoại cả luôn. Dạ. Rồi em sẽ đến với một món ăn này mà anh Trung sẽ rất là ngạc nhiên. Em đã sử dụng chiếc nồi Elmix như thế này và cho vào trong đây một chút xíu nước thôi. Và chúng ta sẽ đến với món đó chính là món khoai lang và khoai tây hấp luộc mà chỉ sử dụng một chút xíu nước thôi. Sử dụng một chút xíu nước thôi nhưng mà trong quá trình chúng ta chế biến thì phần khoai lang và cũng như là phần khoai tây của chúng ta sẽ tự tiết ra phần nước và cũng như là với phần tia hồng ngoại phát ra thì sẽ giúp cho chúng ta có được một món khoai tây và khoai lang luộc rất là hấp dẫn. Ngay bây giờ thì em sẽ cùng bẻ khoai lang này ra để cho anh thấy xem là phần khoai của chúng ta chín ngon như thế nào nha. Đấy, hấp dẫn không? Đấy, anh thấy như thế nào ạ? Và như vậy Minh Chí sẽ được một lần nữa chia sẻ với tất cả quý vị là trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay chúng ta đang cùng xem và trực tiếp cảm nhận đó chính là bộ ba nồi đến từ thương hiệu Elmix. Và như vậy là tất cả quý vị có thể là sở hữu sản phẩm này với mức giá cực kỳ ưu đãi chỉ có là 1.790.000 đồng. Và một điều đặc biệt hơn nữa là tất cả quý vị khi gọi điện đến tổng đài của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay sẽ được tặng kèm theo một bộ ba rổ lược và một bộ dao cao cấp làm bằng chất liệu thép cồn rỉ rất là chất lượng. Một lần nữa tất cả quý vị cùng nhắc máy lên và gọi ngay đến số tổng đài quen thuộc của chúng tôi. Bộ nồi cao cấp Elmix, thương hiệu tốt, uy tín, chất lượng, chất liệu hợp kim nhôm đúc vi khối, nhiệt điều, giữ nóng tốt, chống cháy khét,
Chất chống dính bằng gốm ceramic trong và ngoài, dễ dàng vệ sinh, thân thiện với môi trường, màu sắc sinh động, bắt mắt trong mọi không gian bếp. Giá trên này giá shop 1.790.000 đồng. Khuyến mại đặc biệt tặng ngay một bộ ba rổ lực tiện dụng và một bộ dao cao cấp làm bằng chất liệu thép không rỉ. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng quay trở lại với gian bếp của chương trình Mua Sắm trên trường đại giá shop. Và người cùng đồng hành với Minh Trí ngày hôm nay để cùng tiếp tục giới thiệu đến tất cả quý vị trọn bộ ba nồi đến từ thiệu Elvis, đó chính là diễn viên hài Mai Trung. Anh Trung thân mến, lúc nãy thì anh đã hứa với em là ngay bây giờ anh hãy là chế biến những món ăn khác nhau ngay trên bộ nồi này để mời em và cũng như tất cả quý vị khán giả. Không biết là món đầu tiên anh mời em là món gì đây? Bây giờ ở đây thì có nguyên liệu thôi, mì ý xào đi. Một món ăn mà rất là khoái khẩu, em rất là thích món này luôn. Đúng rồi. Đầu tiên thì em sẽ hỗ trợ anh nha. Rồi bây giờ sẽ nấu ăn. Anh sẽ là cần gì đầu tiên nè? Giờ mình cho dầu vô ha. Bây giờ thôi em cầm em xúc qua đi cho nó đẹp đi. Nó hấp dẫn không nào. Thấy là một mùi thơm đã bốc lên rồi. Rồi và như vậy là đầu tiên anh Trung đã mời em món mì ý rồi, không biết là món tiếp theo anh Trung sẽ mời em là món gì đây? Mới đầu là tính mời món cá rô kho tộ. Dạ. Đó, nhưng mà thôi bây giờ ở cá rô trên đây thì nó không biết có nuôi hay không. Bây giờ cá ba sa ăn đi cũng được. Dạ. Nha. Cá hú đó. Hay. Em sẽ hỗ trợ anh nha. Hãy bưng qua đây. Anh đã tẩm ướp hết gia vị rồi. Ướp hết rồi, bỏ vô đây rồi. Đợi cho nó ra cái nó có mùi thơm nữa thôi. Rồi cho nó sôi lên đi. Thì cái chảo nãy ngồi hất nó cũng đã. Hai tay nó hất dữ hơn chứ thường thường á. Cái này anh có hất được không? Cái này đáng ra hất cũng được nhưng mà nước này hất cái là nó vô mà, đúng không? Còn cái nãy anh thấy hai cái cầm hất đã không? Đó không? Cái này cầm cũng đã rồi đó, cầm nó gọn. Chứ còn mấy cái nồi kia phải cầm thì nè, nóng lắm, cái cầm nó cập về nữa. Cái là cái gì cái đùi nhát đó, cầm xong nó nóng, trời ơi nó nóng lắm. Nhưng mà với bộ nãy mấy của chúng ta là tay cầm sẽ có phủ lớp silicon cho nên là không sợ nóng. Đây, bây giờ xong mình đậy lại ha. Đậy lại đi. Đấy, cái mình tiếp theo thì anh sẽ làm món gì nè? Đây. Dạ rồi. Đây. Thì nói chung là bây giờ mình yêu thương gia đình mà. Dạ. Giờ biết nấu cái món gì đâu. Bây giờ nói chung là nhà có con nít nè, ở nhà có người già hay là ông nội bà nội cha mẹ gì đó, cô dì chú bác, bây giờ mình làm một cái món mà ai ăn cũng được, đầy đủ chính diện. Biết món gì không? Trời ơi, vậy mà làm thế ghê vậy. Đây là món bỏ đâu cái món này mình nhìn thôi rồi biết không? Đó là món cháo gà rất là hấp dẫn. Ở nhà chung á thì thường thường á mẹ nấu cháo hay là vợ nấu cháo cho ăn á thì đều phải gan. Gan hột gạo cho nó vàng lên, nó vàng hơi lên. Ví dụ đậu xanh cũng vậy, bỏ vô gan cho nó vàng lên. Nó có một cái mùi thơm. Đó, mùi thơm xong bắt đầu mới đổ nước vô, bắt đầu mới nấu ạ. Nấu bắt đầu nấu cho nó sôi lên, sụp lên hết. Bắt đầu bỏ con gà vô để nắp lại, hâm luôn con gà. Đây, mở ra, đâu đâu, đã không? Đây, như vậy là ta thấy rằng, chúng ta thấy rằng là với nồi có đường kính lên đến là 24cm và cũng như là sâu lòng như vậy là có thể là dễ dàng chế biến món cháo rất là hấp dẫn. Thấy ngon không? Ngon luôn. Mà không nhận cái này thiệt nha. Chúng thấy nấu cái nồi này công nhận cái sức nóng của nó ghê thiệt. Chứ thường thường ví dụ như chúng nấu bằng mấy cái nồi khác á là nó nhiều khi nó chưa chắc gì, nó sâu mà nó nhừ gì đâu. Giờ thiệt đúng tên nó nhừ như cháo gì đó coi kìa. Không đâu. Ngon làm chưa? Và như vậy là chúng ta đã cùng đến với món thứ hai, đó chính là món cháo gà rất là hấp dẫn. Món thứ ba rồi ông ơi. Thứ ba. Và tiếp theo là không biết là món gì anh Trung ạ? Đây, cầm đi. Đây. Không nóng một chút xíu nào cả. Coi chừng đó nha em. Không nóng nhưng mà phải cẩn thận. Mình làm bếp là phải cẩn thận. Ba món rồi đúng không? Dạ ba món rồi. Mình vậy như mình nấu ăn no xong rồi cái món này để tối ăn chơi thôi nha. Mà ăn ít thôi nha, ăn nhiều mập ráng chịu đó. Món gì anh? Đây. Chè. Chè đấy. Thấy không, hai tướng khác nhau không? Còn do ăn cái này nè, trời ơi. Đây. Chúng ta đã có những món ăn mặn ha. Và ngay giờ đã có một món tráng miệng để chúng ta có chè hấp dẫn. Đây. 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 Quá quý vị ơi. Xong. Đây. Dẹp cái này xuống. Tiếp theo là nãy giờ em thấy là anh đã sử dụng cái nồi màu xanh rồi, cái nồi màu đỏ, nhưng mà còn một cái nồi nữa anh chưa thực hiện đây hết. Coi chừng nóng nha, coi chừng nóng. Món gì đem chung hả? Cái nồi này á hả? Dạ, nồi này đúng không? Dạ.
Nói thật ra mà nói á, cái đầu này là anh nhìn từ đầu tới cuối chương trình là anh đã phái cái đầu này rồi. Anh biết tại sao anh phái cái đầu này không? Nhìn nó dễ thương là thứ nhất, cái thứ hai là cái dáng dốc nó thanh mảnh và nó tiện dụng. Mà nhìn cái đầu lại nhớ thời sinh viên. Giờ nấu cái món này rồi em nè, nhắc tới món mì. Đây, có mì gói cho anh đây. Không biết là anh sẽ có là cách chế biến như thế nào mà đậm chất sinh viên của anh. Và biểu diễn nghệ thuật luôn nè. Nè, coi đây nha. Ủa vậy? Có đi ra vô. Rồi, đây nha, bắt đầu rồi. Đây, tiếp theo là... Nè. Xin được cảm ơn những chia sẻ mới rồi của anh Mai Trung. Rất là vui nhộn để chúng ta có thể là chế biến được những món ăn vô cùng hấp dẫn cho các thành viên trong gia đình. Thưa quý vị, và như vậy là trong ngày hôm nay, chỉ với là bộ đồ Elmix thì diễn viên Mai Trung đã có thể là chia sẻ cho tất cả quý vị cách để chúng ta chế biến rất là nhiều món ăn khác nhau. Và chúng ta thấy rằng là rõ ràng là khi chúng ta vào bếp thêm vào trong đó một chút xíu niềm vui và nụ cười và cũng như là sự vui nhộn thì chắc chắn là mỗi bữa ăn trong gia đình của chúng ta sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng mà trước khi chia tay với quý vị khán giả là anh Trung hãy nhớ thực hiện với em một điều hứa, đó chính là hãy mua trọn bộ nồi Elmix của chúng ta ngày hôm nay với một mức giá vô cùng ưu đãi. Em sẽ được nhắc lại, đó chính là 1.790.000 đồng. Và một điều đặc biệt hơn nữa là sẽ được tặng kèm theo hai phần quà vô cùng hấp dẫn, đó chính là một bộ ba rổ lược và một bộ dao cao cấp làm bằng chất liệu các cô rỉ. Em hả, mua cho anh bộ nồi gì? Elmix. Elmix.